Chào các bạn đến lại với kênh của mình nha. Thì có một số bạn bình luận là kêu mình chỉ một số loại thuốc để khắc phục tình trạng nứt mầu nha các bạn. Thì qua video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái thông tin như sau nha các bạn. Thì các bạn cũng đã biết á, mít vào các mùa thì nó sẽ ảnh hưởng đa số là nó bị nứt mầu hôi cuốn nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ một số cái nội dung như sau. Nếu các bạn nào biết rồi thì bỏ qua nha. Còn hôm nay mình chia sẻ cho các bạn dạng như mình chưa có một số kinh nghiệm về cái nứt mầu nha các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, nứt mầu là tình trạng chung của mít nha các bạn. Thì cái tình trạng này nói chung là nó khó là xịt thuốc nói chung là nó khó khắc phục nha các bạn. Nhưng mình nứt mầu rồi mình sẽ xử lý ra sao và xịt thuốc gì nó sẽ giúp cho trái mít mình hạn chế về tình trạng nứt mầu nha các bạn. Đó. Thì hôm nay các bạn đã biết mùa mưa nó sẽ ảnh hưởng nứt mầu rất là nhiều nha các bạn. Nứt mầu và mà thời tiết hiện nay trời nắng nó vẫn bị nứt mầu và thối cuốn rất mau nha các bạn. Nó nếu vậy thối cuốn lỗ nhỏ thôi, các bạn qua ngày sau nó sẽ thấy nó phát triển rất là nhanh. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ như sau. Thứ nhất á, nếu giờ các bạn mít nó đã nứt mầu rồi thì các bạn không nên tưới vào buổi chiều nha các bạn. Tại vì sao? Tưới vào buổi chiều á là nó sẽ tạo độ ẩm và nước sẽ chứa trên cái đầu cuống này các bạn. Nó nứt mầu rồi nó sẽ chứa trên đây thì nó sẽ bị dễ xâm nhập, nước nó dễ xâm nhập vô thì nó dễ bị thối nhanh hơn. Vấn đề thứ hai về lúc giai đoạn nhỏ á, các bạn nên là lựa chọn những cái trái mít mà nó có cái màu này, các bạn có màu phải bự mới được nha các bạn. Là nó tình trạng sau này nếu trái mít nó lớn lên, nếu màu nhỏ quá thì nó sẽ dễ bị bung đầu nha các bạn. Cái màu của nó nè, nếu màu nhỏ lúc giai đoạn nhỏ nó, các bạn chọn nhỏ quá thì cái cuốn này ta kêu bằng cái miệng lưu nha các bạn. Nhỏ quá thì sau này chứ mít mình lớn nó bung tròn ra bự lên vậy thì cái màu này nó sẽ chịu không nổi, dĩ nhiên phải bung nha. Nên các bạn phải chọn một số cái trái mít mà hồi nhỏ nó cái màu phải to và dày để thời gian sau bung ra là có thể là vừa nha các bạn. Rồi vấn đề tiếp theo là các bạn không nên là xịt các loại thuốc có khả năng phì trái và lớn trái nha các bạn. Tại vì sao? Nếu các bạn xịt áp chế quá nhiều phì trái và lớn trái á, thì dẫn đến tình trạng là trái mít mình mau lớn đột ngột nha các bạn. Đột ngột quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu nè, bung màu lớn quá sẽ bung cái màu này, nó không có kịp mà theo cái tỷ trọng của trái mít nha các bạn, thì nó cũng dễ bị bung thôi hả? Dễ bị bung đầu lắm. Thì cái khắc phục này mình chia sẻ một số loại thuốc nha các bạn. Nếu các bạn nào có loại thuốc hay hơn thì xin chia sẻ thêm nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số loại thuốc như sau. Thì cái chỗ mình đang xài cái loại thuốc này các bạn, loại thuốc Malathisi nè các bạn, là nó diệt nấm bệnh nha các bạn. Nè, nó có khả năng là diệt nấm bệnh và phối trộn phù là nhiều cái loại thuốc xài chung với khuẩn khác, là Malathisi này là của hàng Mastacitis nha các bạn, của hãng Mastacitis, là nó sẽ trừ nấm bệnh và có khả năng là mau làm mau khô cái dấu nứt của mẫu như vậy, làm cho mau khô. Cái thứ hai nữa mình cộng với hàng Texas đây. Test sát nè các bạn, là nó xịt khuẩn nha các bạn. Thì đa số là cái cuốn mít mình nó bị nứt màu rồi thì vi khuẩn sẽ xâm nhập vô nha các bạn, thì nó sẽ bị dễ thối hơn. Nếu mình cộng này thì đa số thì mình sát khuẩn, trị khuẩn nhiều hơn nha các bạn. Còn tình trạng nứt màu thì nó là tình trạng chung rồi các bạn ơi, mình trừ là trừ không được nha các bạn. Mình cái này mình chỉ phòng cho nó đừng nó xâm nhập vô cái phần cuốn thôi nha các bạn, trừ cái trường hợp là ảnh hưởng tới cái trái. Cái này mình chia sẻ một số loại thuốc nha các bạn, nếu biết thì mình có chỉ hay là góp ý thêm cho mình phần bình luận nha các bạn.
Thì các bạn, hai loại thuốc này mình có thể phối trộn với nhau. Thì thằng này là nó trừ khuẩn nha các bạn, trừ khuẩn, diệt khuẩn. Còn thằng này cũng là trừ nấm bệnh, nhưng thằng này có tác dụng là lưu dẫn và làm mau khô cái mầu mít. Còn thằng này nó sẽ sát khuẩn, rồi đồng thời nó trị thối cuốn, úng hông, chống bể gai nha các bạn. Thì làm xanh da nở gai luôn, nhưng nở gai chứ không phải là lớn trái nha các bạn, cho nó bóng gai thôi đó. Còn trong khi mình xịt hai thứ này thì mình sẽ kết hợp thêm là cái thằng thuốc sinh học hô lam nha các bạn. Mình đặng xịt sâu luôn, đặng mình đỡ mất công chi phí, mình xịt 2-3 lần mất công nha. Còn về phần mình pha trộn trước khi xịt như sau nha các bạn. Thì một gói test sát này là cho một bình 16 lít nha các bạn. Một gói test sát này là bán trên thị trường là 28.000, là cho một bình 16 lít nha. Còn cái bịch Gatasi này là nó 100g, các bạn có thể pha trộn là chia ra làm 4 bình nha các bạn. 4 bình 16 lít cộng 4 bình, còn cái này là cái gói này là 1 bình là 16 lít nha các bạn. Còn cái này là một gói trên 16 lít luôn, pha trộn nha. Cái này là 4 bình, cái này là 1 bình nha các bạn. Còn cái này cũng 1 bình luôn, pha chung với nhau là ok. Đó, pha trộn vậy nha các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho một số bạn, nhiều khi mình biết nhưng mà mình nhiều khi có nhiều loại thuốc khác nhau, thì hôm nay mình chia sẻ như vậy nha. Thì nói chung là hôm nay mình chia sẻ như vậy nha các bạn. Đó, hàng Matasi cộng với hàng thiết sắt sạch thuẫn và hàng này trừ nấm bệnh thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ giúp cho hỗ trợ mình cái nước màu rất hiệu quả hơn. Thì video mình sẽ chia sẻ với các bạn như vậy nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký kênh và like nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.